Chào anh chị, đến với buổi nhận định thị trường ngày 14 tháng 10. Hôm nay tôi xin chia phép về nhận định thị trường của VN-Index trong phiên hôm nay và chia sẻ một số cơ hội đầu tư trong thời gian tới. Thì trong phiên hôm nay anh chị theo dõi VN-Index thì VN-Index hiện tại trong phiên hôm nay đã có một phiên biến động khá là mạnh. Thì ngay từ khi mở cửa thì VN-Index tăng rất mạnh lên cái vùng 1299. Nhưng mà sau đấy thì VN-Index lại bị bán rất là mạnh bởi là lực bán từ các dòng cổ phiếu VCAP. Lực mua hôm nay chủ yếu là đến từ cổ phiếu Vinhome, VIX. Thì có những lúc là mức tăng lên có Vinhome là tăng 3 đến 4%, VIX cũng tăng như vậy. Kéo chỉ số tăng 5 đến 10 điểm. Nhiên với lực bán từ cái dòng VCAP nên là thị trường quay về cái đà giảm phiên trước. Thì VN-Index trong phiên hôm nay thì chỉ đóng cửa quanh quanh cái vùng giá mở cửa là quanh vùng 1286. Thì các mã giảm trong phiên hôm nay chủ yếu là các mã đến từ cổ nhóm cổ phiếu VIX và EIB. Thì thông tin về hay là TCH là những cái mã giảm nhiều nhất. Ở đây TCH thì nó giảm do cái thông tin về cái dự án Hoàng Huy có liên quan đến cái dự án ở chỗ phần Nguyễn Trãi thì là bị thanh tra. Thì đây là cổ phiếu này đã giảm sàn. Thì cái tiếp theo là cái cổ phiếu EIB cũng có cái thông tin về liên quan đến nội bộ có cạnh tranh với nhau thì là cũng bị ảnh hưởng nên là cái cổ phiếu IB thì cũng bị giảm rất là mạnh, giảm đến 4,45%. Cổ phiếu VIX thì cũng VX thì cũng là tương tự cũng là bị giảm do là danh mục của VX thì hiện tại là cầm cổ phiếu EIB rất là nhiều, khoảng hơn 1.200 tỷ cổ phiếu EIB. Đấy, thì hôm nay thì VN-Index thì các mã tăng chỉ chiếm khoảng 146 mã thôi, chỉ chiếm 33%, trong khi các mã giảm là chiếm áp đảo và chiếm 222 mã. Đấy, về phân bổ dòng tiền thì anh chị thấy là phân bổ dòng tiền trong phiên hôm nay thì VN-Index có khoảng 10.000 tỷ là bị bán, còn là chỉ có 5.000 tỷ là bên phía tăng thôi, về phía tăng thôi. Thì chủ yếu là đến từ các cổ phiếu chứ thuộc dòng chứng khoán như là SSI này, VRE này, STB này, Vinhome. Vinhome này tăng 4%. Đấy, và có một số cổ phiếu nhóm CI, cổ phiếu midcap hay chủ đều đa phần là bị giảm. Như Hòa Phát này, Hòa Phát trong phiên trước thì tăng, Hòa Phát tăng lên vùng 275 thì hôm nay cũng bị bán xuống. Thì khối ngoại hôm nay nguyên nhân giảm chủ yếu hôm nay là do khối ngoại, hôm nay khối ngoại bán dòng rất là mạnh trên nhiều mã như cổ phiếu FPT, cổ phiếu AIB, VP Bank, Hòa Phát, hầu hết là các mã trúc trong phiên 30 nên là chỉ bị số bị bán rất là mạnh. Đấy thì trong khoảng 10 phiên gần đây thì khối ngoại bán rất là nhiều cổ phiếu liên quan đến mã trụ nên là VN-Index có xu hướng là giảm ở các mã trụ rất là nhiều, ngay cả các mã bất động khi mà đã tạo đỉnh thì đã quay đầu giảm điểm ngay. Đấy, về khối tự doanh thì chỉ thấy là cái khối tự doanh thì trong cái phiên một hai phiên gần đây thì cũng có cái đà một dòng nhẹ thôi, cũng không tác động gì nhiều, chủ yếu là khối ngoại ngoại là đang bán rất là mạnh ở trong cái đoạn này. Đấy, thì tính đến hiện tại thì trong cái tuần tháng 10 đến giờ thì khối ngoại là bán khoảng 1.500 tỷ. Thì trong cái nửa tháng trước, từ tháng 9 ấy, thì khối ngoại đã mua dòng là khoảng 3.500 tỷ, thì bây giờ đã bán 1.500 tỷ thì sẽ còn khoảng 2.000 tỷ mua dòng ở các mã, chủ yếu các mã dòng banh. Đây thì có mã dòng banh thì vẫn được mua dòng như cổ phiếu Techcombank, tuy nhiên một số mã khác như là được đà mua dòng ở đoạn dẫn trước như là TP Bank thì nó cũng đã giảm rồi, chỉ còn là 28 tỷ thôi. Và chủ yếu là TP Bank ở đây thì có cái quỹ là Pin Fund Elite thì liên tục vào mua dòng và đẩy cái tỷ trọng của nắm giữ của quỹ đó. Trong khoảng một hai tháng gần đây đã từ 3,7% lên khoảng 4, gần 5%, là gần là cổ đông lớn rồi. Đấy, cái lượng này nó tương ứng khoảng khoảng trên 30 triệu cổ phiếu TP Bank. Nên TP Bank được rồi là cái dòng tiền đi vào rất là mạnh. Đấy, mức thanh khoản trong phiên hôm nay thì có mức thanh khoản cao vụt trở lại so với cái phiên mà giảm thanh khoản ở cái đoạn trước. Thì cái phiên thanh khoản hôm nay thì chỉ thấy là cái thanh khoản của phiên hôm nay là tăng gấp đôi, tại do cái lực bán ở giai đoạn vùng 1.300 này rất là mạnh. Chỉ số VN-Index thì hôm nay đã quay lại cái vùng 1.300 một lần nữa, tuy nhiên là hôm nay thì cây nến đóng cửa và cây hôm nay rất bị bán rất là mạnh, cho cây nến và nến giảm dài, thường cái là cây nến mà có cái yếu tố mà giảm mà có cái thân nến dài như này thì thường nó là một cái tín hiệu là có cái lực bán rất mạnh ở vùng này.
Hiện tại cái kênh tăng giá thì nếu mình kẻ các đỉnh lại với nhau á, các đỉnh với nhau á, đỉnh và đáy với nhau thì mình sẽ ra một cái kênh, cái mô hình tam giác đang hướng lên, và đây cũng là cái giai đoạn cuối của cái mô hình này rồi. Thì trong khoảng 1 đến 1 tuần đến 2 tuần tới thì cái mô hình này nó sẽ bị phá vỡ. Nếu mà xu hướng phá vỡ của nó là đi xuống thì là ngay lập tức viên đấy có thể là giảm rất là sâu, quay lại về cái vùng ở dưới, vùng hỗ trợ vùng 1260, 1250 này, và có thể là sâu hơn. Tại vì trong cái giai đoạn cuối năm thì thống kê thì các quỹ đầu tư cũng có hiệu suất tăng rất là tốt ở giai đoạn 9 tháng, thì hầu hết các quỹ đều có mức tăng trưởng trên 20%, 20% so với giai đoạn tháng 9, 9 tháng vừa qua. Như các quỹ của Vina Capital hay là của quỹ đầu tư của SSI hay là của SICA hay là các cổ phiếu mà liên quan đến quỹ đầu tư đó, đều có mức tăng trưởng rất là tốt, và chủ yếu là nắm giữ các cổ phiếu như là FPT hay MRG hay là các cổ phiếu dòng banh như MB Bank, ACB, STB, thì là những cái cổ phiếu mà các quỹ nắm rất nhiều, với mức lợi nhuận khoảng là từ 20 đến 35% trong giai đoạn 9 tháng ấy, thì các quỹ cũng có xu hướng là sẽ thực hiện chốt lời để tất toán cái giai đoạn quỹ trong năm ấy. Thì mình có thể theo dõi ví dụ như cái cổ phiếu như FPT chẳng hạn, thì là sau cái phiên hôm qua tăng rất là mạnh ấy, thì hôm nay lại nó quay lại đà giảm lại rất là nhanh bởi cái lực bán, có thể là đến từ các quỹ ấy, các quỹ họ cũng có cầm FPT họ thực hiện chốt lời danh mục chẳng hạn. MRG là cổ phiếu bị chốt lời nhiều nhất, mà MRG thì sau cái giai đoạn mà tăng rất là tốt từ cái vùng 42 lên vùng 65 thì bây giờ nó đã tăng tăng khoảng 50% ấy, thì đến cái giai đoạn giá gần 70 thì bị bán mạnh. Hiện tại MRG gãy luôn cái chân tăng ở giai đoạn trước rồi, bây giờ thì MRG thì toàn bộ thì đa phần là đều những cái nến đỏ mạnh, cho thấy lực bán nó vẫn đang còn duy trì rất là lớn. Đấy. Thì nếu mà nhìn đồ thị MRG ở đây thì mình có thể thấy là cái vùng hiện tại thì MRG cũng chưa có cái vùng hỗ trợ ngắn hạn, thì có thể là MRG sẽ có cái vùng hỗ trợ khi mà cái đường MA 200 nó lên lại cái vùng 60 này, là sẽ vùng hỗ trợ đầu tiên của MRG. Giả dụ mình có cái cổ phiếu này thì mình có thể thực hiện, nếu mà đã có sẵn ấy, thì nếu mà giai đoạn này được bán mạnh này mình có thể bán bớt một ít và chờ cái vùng ở dưới thấp hơn mình mua, mình cuốn lại thôi. Để trong cái nhóm các cổ phiếu đóng góp vào chỉ số trong phiên hôm nay thì chủ yếu là cổ phiếu Vinhome và cổ phiếu Kick ấy. Thì mình theo dõi cái cổ phiếu yếu tố của cổ phiếu Vinhome. Vinhome thì ở đây Vinhome trong phiên hôm nay cây nến tăng gap và vượt khỏi cái đỉnh cũ. Đấy, do cái thông tin là mua cổ phiếu quỹ 370 triệu cổ phiếu quỹ ạ, từ giai đoạn từ 23 tháng 10 đến nói chung là trong vòng 1 tháng, thì thường là cái như thời 2019 ấy, thì Vinhome đã thực hiện mua cổ phiếu quỹ một lần rồi. Thì sau cái giai đoạn đấy thì Vinhome ngay khi mua Vinhome thực hiện mua cổ phiếu quỹ thì là VN-Index và Vinhome đều tạo đỉnh luôn. Thì nguyên nhân đến một phần là do cái giá mà Vinhome thực hiện mua thì nó cũng thấp hơn cái kỳ vọng của nhà đầu tư. Hiện tại nếu mà nhà đầu tư kỳ vọng là cái Vinhome là mua 370 triệu cổ phiếu quỹ ở trên sàn này thì giá phải tương ứng là mình phải mua từ bây giờ khoảng đến giá 70 thì mới hấp thụ được hết cái lượng giao dịch của Vinhome một ngày là tập khoảng 20 triệu, giả dụ là mua 10 15 triệu phải giá 70 thì Vinhome mới dừng. Tuy nhiên thì thường các cái thương vụ như này thì là đều có cái bên thỏa thuận với nhau rồi, tức là sẽ họ Vinhome có thể là thực hiện mua một chút ở trên sàn hoặc là có thể là thỏa thuận hết với nhà đầu tư ngoại chẳng hạn, nhà tư ngoại bán ra và Vinhome mua lại cái phần đấy thì gọi là mua cổ phiếu quỹ thôi. Thì thống kê lịch sử của Vinhome thì sau khi mà người mua cổ phiếu quỹ xong ấy, thì thông thường là Vinhome sẽ có cái đợt là điều chỉnh một chút khoảng 30 đến 4%, sau đấy khoảng 1 năm sau ấy, một đến 2 năm sau thì Vinhome lại tăng ngược trở lại, và cái cổ phiếu quỹ này lại được bán ngược lại cho các nhà tư ngoại và cũng được Vinhome cũng được thiện chốt lời luôn, cũng khá nhiều khoảng từ 20% trở lên cái lượng cổ phần đấy. Là nếu mà mình giả dụ mình mua cái Vinhome mà cùng với ngày của Vinhome mua cổ phiếu quỹ chẳng hạn và nó bị kẹp thì cũng mình cầm dài hạn cũng không đáng lo lắm đấy. Còn bây giờ nếu mình mua mới thì mình sẽ gặp rủi ro là khi mà cái thông tin này nó ra luôn mà không mua thỏa thuận đấy, thì là mình sẽ gặp rủi ro. Cái cổ phiếu hôm nay là cái cổ phiếu đáng quý hôm nay là cổ phiếu TCH.
Cổ phiếu tiên sát thì hôm nay thì là có cái thông tin về thanh tra thì là ngay lập tức là bị giảm sàn luôn. Được mua thì nó vẫn ở mức mạnh ấy. Thì thông thường những cái cổ phiếu như này thì xem lại những cái cổ phiếu DG là, sau ngay sau khi có tin thanh tra thì là cổ phiếu DG rơi rất là mạnh luôn từ vùng 25 đấy và cũng không sàn luôn. Tức là DG nó sẽ có xu hướng đây sau khi mà ra cái thông tin ở vùng 25 này. Đây, 25, giá 25 ở đây thì cái DG nó sẽ giảm từ từ thôi và sau đấy là xu hướng nó suy yếu chứ không nó không phải giảm luôn. Và TCS nó cũng tương tự thôi. Khi mà những thông tin thanh tra thì thông thường là có cái lực bán đầu tiên là từ những nhà tư tay to là sẽ bán trước, sau còn lại là có một phần là các có nhà tư cá nhân họ thực hiện mua bình quân cái cổ phiếu mà dạ dỗ đang cầm ở giai đoạn trước quanh quanh vùng này thì họ sẽ thực hiện mua bình quân ở vùng này là nhiều. Đấy, với một phần là có thể là đáp cung cầu của các đội giữ cổ phiếu chẳng hạn thì nó sẽ là tạo nên là cái lực mua rất là lớn ở đoạn này. Đấy, nếu mà không có lực bán lớn thì thanh khoản nó sẽ không cao như thế này được. Đấy. Còn nếu mua thì ở giai đoạn cái phiên đầu tiên thì thường là cái lực hấp thụ nó vẫn rất là ok. Đấy, nên là thanh khoản nó vẫn cái giá nó sẽ không giảm nhiều. Tuy nhiên là về dài hạn thì giá nó sẽ hụt xuống giảm cái DG. DG giảm sau khi ra thông tin thanh tra thì là đều có cái mức giảm là ít nhất là khoảng 20%. Nếu mà mình đầu tư TCH thì mình cần nên chú ý thêm về cái thông tin này. Tiếp theo cái thông tin về cái cổ phiếu được đáng chú ý hôm nay là cổ phiếu EIB. EIB thì cũng có thông văn bản về nội bộ, về nói chung là có về cạnh tranh giữa nội bộ và quyền kiểm soát này, thì nó cũng là vấn đề EIB gặp trục trặc trong thời gian vừa qua rất là nhiều rồi. Hiện tại thì là cái bên nội bộ vẫn chưa được thống nhất với nhau ấy, thì có hai phe của EIB thì thường là có những thông tin khá là thì có một số những thông tin bất lợi một chút, nhưng mà cái này, thông tin ở trên mạng thì nó chỉ là cái văn bản sao chụp lại thôi, cái em nghĩ là khả năng tin đấy là tin đột giả thôi, tại vì cái sau cái đợt SCB thì mọi thứ đều ngân hàng SCB thì mọi thứ đều kiểm soát khá là chặt đấy. Đấy, nó vấn đề đấy là chỉ là đầu ra nội bộ, nên là nếu mình vào cái cổ phiếu những dự án cổ phiếu như này thì mình cũng phải là thuộc những nhà đầu tư mà rất là ưa mạo hiểm và thích bắt đáy thì mình phải tham gia cổ phiếu này thôi. Đấy. Thanh khoản với khối lượng như phiên hôm nay thì cũng thể hiện là cái lực bán rất là lớn về vùng hỗ trợ của EIB. Nếu mà mình mua thì ở đây thì có cái vùng hỗ trợ quay lại cái vùng 17 năm thôi, cái vùng tích lũy hồi xưa về EIB đâu. Mình mua quanh quanh vùng đấy thì mình sẽ được hỗ trợ tốt hơn là về giai đoạn hiện tại quanh giá 18, 18. Tuy nhiên phiên đầu tiên thì cái khối lượng giao dịch thường rất là cao, tại vì ở cái phiên đầu thì cái lực mua nó còn lớn đấy, với lại thị trường bây giờ nó đang ở 1.300, 1.300 thì cái lực mua hấp thụ nó vẫn ở mức lớn. EIB cũng là cổ phiếu trong của nhóm ngành ngân hàng trong khoảng 1 tháng hay đa phần đều là có lực mua rất là lớn đấy, thì là vẫn là còn chiều mua đấy. EIB thì nó cũng là thuộc một cái nhóm của có nắm giữ của cổ phiếu GX của thuộc tập đoàn Glex ấy. Glex thì nó thường nắm giữ rất là nhiều cổ phiếu trong tập đoàn, ví dụ như là VX, VX thì lại nắm giữ là EIB và Glex thì trong danh mục còn nhiều cổ phiếu EIB thì đây hôm nay giảm luôn. Đấy. Theo GX, GX cũng có thế. Đấy, cũng có một cái giảm tương tự như EIB. Tiếp theo là cổ phiếu BGC này hay là các cổ phiếu như HAH các kiểu đều có mức giảm tương tự một phần, nó cũng bị tác động một phần thôi, còn tác động chính là cổ phiếu VX và GX thôi. Hai cổ phiếu bị tác động chính đều bị bán rất mạnh đấy, song song với cổ phiếu AB đấy. Thì ngắn hạn nếu mà mình đầu tư thì mình nên tránh một cái dòng này, nếu mà mình không phải là người trường phái là thích ưa rủi ro và mạo hiểm thì mình tránh cái dòng cổ phiếu này ra. Đấy, thì đang có những cái thông tin chưa gọi là thông tin nó chưa ổn định ấy, thì nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Về các nhóm ngành hôm nay thì nghe đi về cái nhóm ngành ngân hàng thì cái cổ phiếu MBB, cổ phiếu MBB thì nó vẫn duy trì kiểu đà tăng tốt ở trong phiên hôm nay. Hôm nay thì cũng vẫn có lúc là lên 1.26 và cái lần
tiếp cận 1.6 lần này đã là lần thứ 6, lần thứ 7 trong khoảng khoảng một hai tháng gần đây rồi. Đấy, thì cái điều này nó cũng thể hiện cái vùng 26 này tương đương với 1.300 thì nó cũng là cái mức cản rất là lớn của cổ phiếu. Nên là nếu mà mình mua ở sát vùng này thì rủi ro tương đối cao. Khuyến nghị chung thì mình vẫn phải chờ là mình kẻ cái vùng hỗ trợ của hai cái đáy ở vùng này thì mình mua ở cái vùng quanh quanh 25. Còn MB thì cũng sắp tới cái cũng sẽ là nhận được cái đợt sát nhập với ngân hàng không đồng. Thì nếu mà sát nhập với ngân hàng không đồng thì là trong khoảng 1-2 năm đầu tiên thì nó sẽ gặp hơi một chút bất lợi khi một cái nợ xấu nó tăng lên ạ. Xấu tăng lên thì thường như là cái hồi xưa những STB là ngân hàng Phương Nam sáp nhập vào thì tỷ lệ nợ xấu khá là cao, thì nó sẽ có một cái thời gian là cơ cấu tái cơ cấu, thì cái ngân hàng mà MB nhận sáp nhập thì nó cũng tỷ lệ nó cũng là xong cơ cấu cũng gần xong rồi, thì thông thường nó sẽ kéo phần giảm bớt cái phần trích lập đi rất nhiều, thông thường nó sẽ không khoảng 3 5 năm để là quay lại cái đà tăng trưởng trở lại của MBB. Đấy. Thứ hai là cái nó chia cổ phiếu của MBB, khi chia cổ phiếu của MBB thì cũng sẽ là 15% thì dự kiến. Thông thường MBB thường hay chia vào cái giai đoạn mà là giai đoạn cuối năm. MBB chỉ có hai đợt chia cổ tức. Đầu tiên là 5%, thường là chia ở giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 sau khi đại hội cổ đông ạ. Tiếp theo là cái phần chia cổ phiếu thì thường là giai đoạn tháng 10 năm 12 để chia nốt cái phần cổ phiếu, thì sắp tới khả năng MB sẽ chia cổ phiếu thì nó có thể là tác động tích cực về cổ phiếu MB. Về kết quả kinh doanh thì hiện tại thì nhóm ngân hàng thì vẫn duy trì cái đà phục hồi lợi nhuận, mà do cái quý 3 là thường là cái quý thấp điểm của nhóm ngân hàng, thì thường cái nhóm ngân hàng thì sẽ không thu hút được cái lượng tiền lượng lợi nhuận cao. Cái nhóm ngân hàng thường có cái mức lợi nhuận tốt ở từ tháng và quý 4 ở giai đoạn tháng 10 đến 11 khi mà đẩy mạnh cái chương trình tín dụng, thì MB cũng sẽ được hưởng lợi từ cái đà phục hồi của các doanh nghiệp, và họ có nhu cầu vay vốn nhiều hơn, hay các nhà đầu tư là vay vốn để đầu tư các lĩnh vực như là đất đai hay là vàng thì nhu cầu vay bây giờ hiện ra rất lớn, với tốc độ tăng trưởng tín dụng hiện tại là quanh quanh khoảng 9% và dự kiến đến cuối năm sẽ quanh quanh trên 12% thôi. Trong khoảng tháng 10 đến 11 là nơi cái giai đoạn mà đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng nhất, và sẽ thấy cái sự tăng vọt tăng trưởng tín dụng mạnh nhất là tháng 11 đấy, và khi mà đạt dương tín dụng thì năm sau thì lại ngân hàng sẽ quay lại cái vòng quay mới và có thể giảm bớt cái đợt quay lại cái đà tín dụng ở các giai đoạn quý 2 năm sau. Thường đầu năm thì MBB hay là các ngân hàng thì thường cái độ tăng trưởng tín dụng nó sẽ kém đấy, nên cái giai đoạn tốt nhất của đầu tư cổ phiếu ngân hàng là giai đoạn thông thường là từ tháng 10 đến tháng 11 thôi, khi mà cái tăng trưởng tín dụng nó mạnh, sau đấy thì không có nữa thì nó lại quay về cái đà tăng trưởng trong dài hạn thôi. Thường cũng có thể là những cái cổ phiếu ngân hàng thì nếu mà giả dụ như nếu có một đỉnh gặp đỉnh này thì cũng có mức độ giảm so với các cổ phiếu mid cap là ít hơn. Giả dụ bây giờ thị trường VN-Index tạo đỉnh ở vùng 1.300 chẳng hạn, thì là giả dụ là về 1.100 thì là cùng lắm là các cổ phiếu ngân hàng giảm đến 10 đến 15% là nhiều thôi, nếu mà sâu hơn thì cũng không có nhiều, chủ yếu là cổ phiếu mid cap, những cổ phiếu mà yếu yếu dạng như cổ phiếu TCH đã có cái tin đồn sẵn đó, chẳng hạn, thì nó sẽ có xu hướng nó giảm khoảng có thể lên tới 35% bình thường, nhưng mà cái lực bán nó lớn hơn. Cổ phiếu MBB là trong nhóm ngân hàng này có cổ phiếu đang được khối ngoại mua dòng rất là mạnh, cổ phiếu Techcombank. Techcombank thì cũng có gặp cái vùng cản là quanh vùng 25. Cái vùng 25 này là cái vùng cản khá là mạnh ở giai đoạn trước, là khi mà cái thời điểm mà Techcombank mà phát hành cổ phiếu ở vùng giá 25 ạ. Ở giai đoạn trước là giá 50, sau giá 49 50 chia chia cổ phiếu là tỷ lệ 1:1 ạ, thì giá nó phải phải quanh ngay từ 25 và vùng cản rất là mạnh, và khối lượng lớn ở giai đoạn trước, thế là vùng này nó cần phải tích lũy thêm. Chị thấy là khi gặp cái vùng cản này thì Techcombank có xu hướng điều chỉnh lại, thì nếu mà mình vẽ cái trend tăng giá của Techcombank thì để cái vùng mua tốt hơn đấy, khi mà Techcombank điều chỉnh, ví dụ bây giờ là VN-Index tạo đỉnh ở vùng 1.300 này thì mình sẽ mua ở cái quanh vùng này, còn nếu mình mua ở giai đoạn này thì cái giai đoạn sát 1.300 thì nói chung là mình cũng có thể ăn được khoảng một phần khi mà lên vùng này chẳng hạn, nhưng mà tỷ lệ rủi ro khá là cao. Việc sử dụng margin ở giai đoạn này thì nên thận trọng, tại vì là về cái giai đoạn cuối năm này, thông thông thường cái thống kê ở giai đoạn xác suất mà thị trường giảm giai đoạn cuối năm là tương đối là cao,
Tại vì cái giai đoạn cuối năm là các quỹ đầu tư hay là các nhà đầu tư ngoại họ cũng có chốt lời dần dần. Ở giai đoạn cuối năm là thường cái dịp trước cái dịp nghỉ lễ Noel tháng 12 là ngày 24 tháng 12 ấy. Trước đấy khoảng một tháng khối ngoại sẽ chốt lời rất là nhiều để họ gọi là nghỉ ngơi hay là tất toán cái thành quả đầu tư trong một năm. Và thông thường là cái giai đoạn mà tháng 1, tháng 2 thì lại là giai đoạn mà thị trường lại tăng lại tốt, khi mà đấy khi một phần là giai đoạn đấy là giai đoạn sát Tết thì nhà tư cá nhân họ cũng giảm được bệnh, họ cũng bán dần dần rồi, dần dần khối ngoại là họ mua rất mạnh ở giai đoạn đấy, là thông thường thị trường lại tăng lại ở giai đoạn đấy. Nếu mình đầu tư thì ở giai đoạn này thì mình sẽ đầu tư với tỷ trọng bé thôi, mình ở giai đoạn mà tầm khoảng khoảng quý 3 với quý 3 quý 4 thì mình đầu tư tỷ trọng bé. Với lại hiện tại thị trường thanh khoản biên đấy hiện chưa 1.300, với thanh khoản lớn đấy, thanh khoản là mấy phiên gần đây cũng ở mức thấp thôi, chưa có phiên nào vượt qua 20.000 tỷ. Giai đoạn khoảng 2 tuần trước, 1 2 tuần trước thì thể hiện cái dòng tiền nó đang không không được yếu, kèm với cái việc khối ngoại đang bán ròng. Khối ngoại hiện tại đang bán ròng ở nhiều mã ngân hàng, một số mã ngân hàng lại có mã lớn thì nếu với lực bán này nó vẫn duy trì thêm khoảng 1 2 tuần nữa thì VN-Index khó mà trụ được cái 1.300 và nó có thể thủng cái chen tăng giá ở giai đoạn trước ở cái vùng 1 1.280. Trước thì cái trend tăng giá đang kéo dài ở ba cái đáy thì hiện tại nó đang ở quanh quanh vùng 1.270 1.280 thì cái vùng này nó cũng dễ bị rất dễ bị xuyên thủng ngay thôi, nhưng mà cái lực bán của ngoại nó vẫn duy trì như này. Cái cổ phiếu tiếp theo, cổ phiếu nhóm ngân hàng của STB thì cũng sau cái phiên mà có lực bán mạnh ở cái ngày mùng 10 tháng 10 ấy, thì những cái đà hồi phục ấy rất là ít. Đấy, thì thống STB thì là ngân hàng là cũng như em phân tích không cái buổi nhận định lần trước ấy, thì là STB gọi là một trong những ngân hàng có cái lực đến từ cái mảng bán lẻ của nhà đầu tư cá nhân ấy. Thì giai đoạn này cũng được phục hồi từ cái nhu cầu vay rất là lớn. Đấy, ngân hàng cũng là giảm trích lập dự phòng rất là nhiều sau khi mà đấu giá công nghiệp phong phú. Đấy, thì sau trong khoảng năm nay hoặc là sẽ hoàn thành xong cái đề án của VAMC về từ cái thời ngân hàng Phương Nam từ 2015 đã hoàn thành xong ấy, thì là năm sau thì biết là lúc mà STB bung lợi phần lợi nhuận ra và lúc đấy có thể chia cổ tức. Thì là nếu mà mình đầu tư về STB thì mình nên chờ cái giai đoạn sau cái giai đoạn cuối năm này thì các cổ phiếu nó có xu hướng điều chỉnh lại thì mình sẽ quay lại mua ở cái vùng thấp hơn để đầu tư dài hạn. Thì bắt đầu từ năm 2025 thì STB đã trích lập xong VAMC thì lúc đấy sẽ lợi nhuận nó sẽ quay về ngang ngang với các cổ phiếu top đầu như là cổ phiếu CTG, BID. Thì hiện tại thì STB thuộc ở nhóm chân dưới thôi, ở dưới thôi, nếu mà tại vì lợi nhuận nó cũng bị trừ đi hết cái phần trích lập rồi, cũng trích lập cái phần trái phiếu VAMC rất là nhiều mỗi năm. Đấy, cái thống kê từ 2015 đến giờ thì nó trích lập mỗi năm là khoảng trung bình là 4.000 tỷ lợi nhuận. Đấy, thì mỗi năm nó sẽ thu tí mất 4.000 tỷ lợi nhuận, nên là lợi nhuận của STB nó chỉ nhàng nhàng quanh quanh nó cổ phiếu top dưới thôi, chẳng như MSB, OCB hay đấy, chứ nó không còn là trên top trên. Với cái nhóm cổ phiếu của top 2 ấy, thì OCB hay là OCB thì là thể hiện tín hiệu yếu rõ ràng rồi, sau một cái phiên mà tăng mạnh ở giai đoạn trước thì OCB bây giờ là có khoảng 8 phiên bị bán liên tục rồi, một khối lượng bán đều ở trên mức trung bình rất là nhiều, tức họ lực bán ở giai đoạn này tương đối mạnh. Và khả năng bây giờ thì cái phiên hôm nay thì OCB thì cũng chạm cái vùng hỗ trợ chen ở đây, thì OCB đã bị xuyên toa rồi. Nếu mình hiện tại nếu mà gãy chen thì nó sẽ quay lại test lại các cái đường MA thế này thôi, và cũng khó mà tăng lại tại vì khối lượng tăng ở giai đoạn trước rất là lớn và tạo cái lực bán này nó tạo ra một vùng cản mới. Nếu mình đầu tư vào sâu ở giai đoạn này thì hiệu quả nó cũng không được cao lắm. Thông thường các cổ phiếu của cái nhóm 2 này thường là thuộc thuộc về bán lẻ nhiều hơn. Bán lẻ thì thông thường sẽ được mạnh mạnh ở giai đoạn mà quý 4 đó, khi mà cái nhu cầu vay tăng lên thì mình chờ giai đoạn sau khi mà ra báo cáo xong thì mình có thể đầu tư tiếp. Nhóm như cổ phiếu MSB cũng tương tự này. Đấy, MSB thì như ra giai đoạn trước em kiến nghị là mình sẽ nên mua, nếu mà mình mua chết đinh thì mình sẽ mua ở cái cận dưới thôi và mình chết đinh thôi. Tại cái vùng cản ở vùng này nó vẫn chưa vượt qua này.
khối lượng bán ở giai đoạn trước khá là cao. Đấy, thì những cái phiên gần đây ấy thì chỉ lực hồi phục thì khối lượng giảm đi rõ rệt, chỉ khoảng 50% thôi. Thấy cái lực cầu mua giá thấp thì cũng không không quá là mạnh. Đấy, mà cầu mua giá thấp đủ cao thì nó sẽ quay lại vượt đỉnh. Với đà hiện tại thì VN-Index nếu giả dụ như trong cái tuần này, tuần đáo hạn phái sinh ấy, thì có một cái phái sinh ấy, thì nó cũng có cái thông thường là VN-Index giai đoạn phái sinh là thường đi ngang, sau đấy thì nó có thể là nó theo một cái xu hướng mới, ví dụ như là giai đoạn tháng trước chẳng hạn, thì sau khi mà đáo hạn xong thì VN-Index là tăng lên này, đây, giai đoạn này đây, tăng lên đến đây, giai đoạn này thì là trước trước giai đoạn đấy thì nó lại đã tăng rồi, khả năng sau giai đoạn này cũng có thể là xu hướng quay lại xu hướng là xuống giảm. Đấy, thì mình cần chú ý thêm là trong cái giai đoạn hiện tại từ đây đến đoạn vệ sinh thì thị trường nó vẫn có thể là xu hướng tăng lên một chút và là cơ hội để mình giảm bớt hạ hoặc hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu thôi. Cái nhóm cổ phiếu mà em nó quan tâm ở giai đoạn quý 4 là có cổ phiếu của nhóm thép như là cổ phiếu Hòa Phát chẳng hạn. Hòa Phát thì nó sẽ được hưởng lợi từ việc cái giá thép HRC hồi phục khi mà chính phủ Mỹ đang liên tục kích cầu kinh tế và chính phủ Trung Quốc kích cầu kinh tế liên tục từ giai đoạn từ nay đến cuối năm. Để trong khoảng một quý thì mình có cho là cái giai đoạn kích cầu khoảng ít nhất phải một quý, sau đấy nếu mà tình hình không tốt thì là chính sách mới có sự thay đổi, chứ không thể là đang kích cầu kinh tế mà quay lại ngược ra làm thắt chặt được. Kích cầu nó phải có một giai đoạn khoảng ít là 6 tháng một năm đấy, sau khi mà nó không có hiệu quả thì mới đổi đổi sang một chính sách khác, thì cái giá HRC nó cũng sẽ xu hướng được hỗ trợ khi mà cái nền kinh tế trên Trung Quốc bơm tiền vào, thì cái việc mà các công ty sản xuất thép bên đấy ạ nó sẽ bán hơn nhiều hàng tốt nhiều hàng hơn đấy, từ đấy nó giảm cái lượng cung sang cái thị trường xuất khẩu. Thì Việt Nam chẳng hạn thì giá HRC ở Trung Quốc rất là thấp đấy, và Hòa Phát hay là Formosa những cái nhà sản xuất lớn của Việt Nam ấy, cũng đã phải là thực hiện là chống bán phá giá đấy, thì cái chống bán phá giá thì đã bắt đầu điều tra từ giai đoạn tháng 7 rồi, thì thông thường nó phải 6 tháng là giai đoạn tháng 1, tháng 2 đấy thì là nó sẽ có thông tin về việc là Bộ Công Thương có thực hiện áp thuế cho cái hàng hóa thép ở bên Trung Quốc không. Nó hát nếu mà được áp thuế thì lợi nhuận của HPG cũng có thể tăng được khoảng 1 đến 2.000 thì trong khoảng một quý mạnh. Còn các cổ phiếu như là Hoa Sen, Nam Kim hay là các cổ phiếu thuộc nhóm tôn mà nhập khẩu từ Trung Quốc về thì lại nó sẽ bị gặp bất lợi do là bị áp thuế. Thế thì anh chị thấy là như Hòa Phát tăng, Hoa Sen cũng không tăng. Đấy là nguyên nhân là như vậy. Trong ngành thép có sự phân hóa là như vậy, thì nếu mình đầu tư ở giai đoạn tới mình có thể tham gia vào Hòa Phát và với có nhiều thông tin hưởng lợi như vậy. Nếu mà vùng mua thì hiện tại nếu mà vùng mua Hòa Phát thì nó khả năng Hòa Phát nó sẽ quay lại tích tích lại vĩ lại cái vùng mà hỗ trợ trên bên dưới là quanh vùng dưới 27, thì nếu anh chị quyết định hay là đầu tư dài hạn thì anh chị có thể tham gia mua dần, nên là mình mua dần nhé, mua dần chứ không phải là mua luôn, tại vì là Hòa Phát ở giai đoạn quý 3 thì kết quả quý 3 thì vẫn chưa chưa tốt lắm. HRC là bắt giá HRC bắt đầu hồi phục từ giai đoạn đầu quý 4 cơ, là khi Trung Quốc bắt đầu bơm tiền là bắt giai đoạn đầu tháng 10 đấy, nên là về quý 3 thì mình sẽ thấy lợi nhuận nó không đột biến, mà quý 4 thì lại lợi nhuận lại ngon đấy. Để nhóm thép, về nhóm chứng khoán thì nhóm chứng khoán là cũng là cái nhóm mà đã vượt vượt ngân hàng vượt cái vùng 13 trước cả nhóm thép đấy, hầu hết là các cổ phiếu chứng khoán đã vượt cái vùng cả 13 của khoảng 3 tháng trước, ví dụ là PCI chẳng hạn, nó đã vượt cái vùng 36 37 rồi này, sau đấy nó giảm xuống đấy, hay là MBS đã đều vượt qua cái vùng 1.300 đoạn trước rồi đấy. Thì nhóm cái chứng khoán thì về đặc thù nhóm chứng khoán thì nó phụ thuộc vào lợi nhuận, nó phụ thuộc vào margin và cái mảng môi giới. Môi giới hiện bây giờ thì cái mảng môi giới nó không đóng góp nhiều, margin và tự doanh là chính thôi. Cái mảng môi giới bây giờ thì các công ty theo chiến lược là lấy CASA là chính, CASA với những cái nhóm tiền gửi với khách hàng gửi vào với lãi chi phí thấp ấy, để tham gia cho vay margin và gửi tiền vào chứng chỉ quỹ hay gửi tiền tiết kiệm chẳng hạn. Đấy là có chiến lược mà công ty chứng khoán đa phần là đang theo đuổi. Đấy là sẽ là
tận dụng cái nguồn tiền CASA, giống như các ngân hàng bây giờ cũng tận dụng của CASA như MB, Techcombank ấy, thì biết thấp và cho vay lãi suất cao. Thì anh chị thấy cũng có chương trình giảm lãi suất rất là nhiều, giảm lãi suất để kích giảm chi giảm phí giao dịch, thì đa phần là đều hướng tới cái mục tiêu như vậy. Đó là cái tăng trưởng cũng khá là bền vững, nếu mà cái đà duy trì margin nó vẫn duy trì ở mức cao. Ở đây thì nó sẽ gặp vấn đề là khi mà tốc độ tăng trưởng nó bị bão hòa chẳng hạn, ví dụ hàng năm thì giả dụ như các công ty chứng khoán thì đều tăng trưởng ở mức là 23% đấy, nhưng mà đến khi mà các công ty chứng khoán đều nhập cuộc và đẩy mạnh cái vấn đề huy động tìm kiếm cái nguồn CASA lớn á từ các hàng, mà trong khi là thị trường chứng khoán hiện tại thì nó vẫn đang còn chưa được sôi nổi ấy, thì khi mà sức cạnh tranh tăng lên thì cái thị phần của mỗi công ty chứng khoán nó sẽ bị chia nhỏ ra, cũng có khoảng 100 nhà đầu tư mà bây giờ khoảng 50 triệu công ty chứng khoán cùng tập trung vào thì là mỗi ông chỉ giảm được thị phần một ít thôi. Đấy là tốc độ tăng trưởng nó sẽ không duy trì được những năm đầu, những công ty mà đi đầu về chiến lược mà tìm kiếm nguồn CASA nhờ hạ lãi vay hay là hạ margin thì nó cũng đến giới hạn thôi. Đến giới hạn thì khi các công ty về cạnh tranh với nhau hết thì tốc độ tăng trưởng nó sẽ bão hòa và nó sẽ không tăng trưởng nữa, không tăng trưởng mấy nữa. Những cái ngành bảo hiểm cũng chỉ là gửi lấy nguồn tiền để gửi CASA chẳng hạn, để công ty chứng khoán nếu không có đột phá thì nó gặp cái tình trạng là bão hòa. Để ngay từ quý 3 chẳng hạn, như là nhiều cái cổ phiếu chứng khoán ấy, mình sẽ thấy là cái tốc độ tăng trưởng nó sẽ không được mạnh như giai đoạn trước nữa. Đấy. Dòng chứng khoán thì nó tạo đỉnh trước các dòng khác rồi, thì chị thấy rõ ràng là dòng chứng khoán đã có mấy phiên giảm rồi. HCM thì nó vẫn được hưởng lợi từ cái chiến lược pre-funding, nhưng mà nó cũng cái chen là ta mất rồi, đã tạo đỉnh trước rồi. VN-Index nó cũng chỉ là chỉ báo cho anh chị đấy là cái luồng tiền bây giờ vào các ngành nhóm ngành như mid cap thì nó đang yếu. Nếu mà đầu tư kể cả dòng chứng khoán mà dòng mạnh ở giai đoạn trước thì mình vẫn đặc biệt vẫn lỗ như bình thường thôi. Cổ phiếu bất động sản thì tương tự như vậy, cổ phiếu dòng bất động sản thì ở đây có cổ phiếu DG thì nằm trong một xu thế giảm, hiện tại vẫn chưa có vùng hỗ trợ của DG thì mình tạm thời bỏ qua. Các cổ phiếu như cổ phiếu PR thì mới ra kết quả kinh doanh thì PR đang ở cái vùng chen giảm giá thôi và cũng đang sát sát vùng MA50 của hỗ trợ của nó là quanh quanh vùng 21.7. Cái vùng này nếu mà bị xuyên thủng với khối lượng lớn thì nó sẽ tạo ra một cái rủi ro là có thể tích lũy lại dùng quanh dãy 20. Tạm thời cái dòng bất động sản thì mình có thể bỏ qua, tại vì là kết quả kinh doanh này á thì ở các cổ phiếu bất động sản này đa phần đều có kết quả kinh doanh nó không được cao. Thì bỏ qua giai đoạn này và chờ khi mà báo cáo tài chính xong xuôi thì mình mới đầu tư. Đây là một số cái nhóm ngành phân tích trong phiên này để mà định hướng anh chị đầu tư. Thì một số cái nhóm có đầu tư trong quý 4 thì mình chờ báo cáo tài chính ra. Thông thường đợt báo cáo tài chính ra thì thường thị trường nó hay bị giảm. Và sau đợt đoạn vệ sinh này sẽ xảy ra cái hiện tượng đấy thôi. Mình chờ sau khoảng đầu vào giai đoạn tháng 11 để mình sẽ đầu tư vào các nhóm ngành như là thép thì có Hòa Phát hay ngân hàng này, có các cổ phiếu như MBB, ACB hay cổ phiếu như STB chẳng hạn. Đấy là hai nhóm ngành chính có thể tham gia đầu tư. Nhóm ngành chứng khoán thì mình sẽ còn phải xem là thị trường sau khi điều chỉnh cái thành quả có hồi phục không thì mình sẽ tham gia đầu tư mạnh vào dòng chứng khoán. Vừa rồi mình chia sẻ về nhận định thị trường cổ phiếu có thể đầu tư trong giai đoạn tới. Chúc anh chị đầu tư thành công và hẹn gặp lại anh chị ở các buổi live tiếp theo.